Trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Điểm đáng chú ý, nghị quyết này sẽ tăng tỷ lệ vốn góp của nhà nước từ 50% như hiện nay lên tới 70% đối với các dự án hợp tác công tư PPP nhằm bảo đảm tính khả thi khi kêu gọi đầu tư tư nhân vào giao thông. Việc cho cơ chế đặc thù cũng đang được hy vọng tháo gỡ được nhiều bất cập từ các dự án BOT trong thời gian tới. Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP, hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn nhà đầu tư huy động hơn 5.000 tỷ đồng, dự kiến thu phí 11 năm mới hoàn vốn. Khi mà nguồn vốn ngân sách hòa dự án thì ví dụ là có 70% thì trong đó là 20% cho mặt bằng rồi, thì còn 50% cho phần xây lắp ấy, thì cái phần vốn của chủ đầu tư ấy là lúc đó chỉ còn 10% thôi, là cái phần vốn chủ đầu tư mà 10% nó dành cho kéo dài chạy dự án. Mà ông những người làm luật ấy thì muốn là cái dòng vốn đi trước, nhưng mà nếu mà đi trước thì không thể một thời điểm ban đầu ấy là huy động toàn bộ cái nguồn lực của nhà đầu tư để đáp ứng cho nhà thầu được. Phần vốn góp lớn, thời gian thu hồi dài khiến nhà đầu tư tư nhân không mặn mà với các dự án hợp tác công tư PPP. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng lo lắng về việc chính sách thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện dự án. Cơ quan nhà nước thẩm quyền ấy là phải tôn trọng nhà đầu tư, những cái gì mà đã ký kết trong hợp đồng rồi là phải thực hiện, như vậy thì nó mới có tạo ra một cái sự công bằng. Nhiều lúc ấy là những cái gì khó là doanh nghiệp gần như là phải gánh chịu hết, những cái thay đổi chính sách là gần như là doanh nghiệp là phải chịu trách nhiệm rủi ro, như vậy cũng là một cái khó cho nhà đầu tư. Hôm nay ký kết hợp đồng BOT thế này, cam kết thế này, ngày mai có thể nhà nước không thực hiện được thì phá vỡ toàn bộ kế hoạch tài chính của nhà đầu tư. Thế cho nên là chúng ta cần phải làm sao hài hòa được lợi ích. Nếu chúng ta không giải quyết được câu chuyện lợi ích, đấy là câu chuyện gốc rễ của mọi vấn đề, thì dù có kêu gọi thế nào, dù pháp luật có minh bạch, có bài bản, có tốt như thế nào thì người ta cũng sẽ không đầu tư. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang chuẩn bị đầu tư 6 dự án giao thông lớn theo hình thức hợp tác công tư PPP. Nếu tăng vốn nhà nước lên 70%, cũng như điều chỉnh các điều khoản để hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, nhà nước và người dân, sẽ khiến các dự án này hấp dẫn nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng hơn, tạo cơ chế để thu hút tối đa các nguồn lực tham gia vào phát triển hạ tầng giao thông.